Hôm nay tí gọi đi đâu vậy ta? Đi sinh nhật. Sinh nhật hả? Mà con biết sinh nhật của con chưa? Biết rồi. Biết rồi luôn hả? Bữa nay là ngày mấy? 24 tháng 4. 2021. Rồi vô có gì bất ngờ nha. Dạ. Vô trong đây con mở cửa coi thấy trong có gì bất ngờ nè. Ở đây subscribe nha. Bất ngờ nha. Bất ngờ không? Mở quà đi, mở quà đi con, mở quà đi. Mở quà đi. Rồi, con mở quà đi. Mở quà đầu tiên. Rồi. Xin ra nha. Quà gì đây mà mở thấy lâu quá vậy ta? Đâu con thấy cái gì cũng nói vậy. Mở ra nha. Rồi con mở đi. Rồi. Cái gì đó. Wow. Bắt nào. Rồi ra mở nữa, mở nữa kìa. Mở món kia nữa kìa. Chết không? Bắt nào không? Cái gì dọc ra. Để con mở ra. Nè, cái dao này, cái dao này dọc ra cho mình. Thôi thôi thôi, để cho mẹ mở đây.
Wow. Đó đi dành đi chơi. Đi chơi. Nhưng mà đem được. Ăn đem nhà. Nè, cầm. Rồi, để hai món quà qua đây cho chụp hình cho.